Đỉnh cao nam sinh lớp 11 phát minh ra đôi găng tay sử dụng AI để giúp người câm điếc giao tiếp. Thường xuyên đến trường trẻ em khuyết tật của tỉnh Quảng Trị, Long nhận thấy những người bạn cùng trang lứa không thể giao tiếp, học tập và tiếp thu tri thức. Trong lòng cậu học trò luôn cảm thấy nặng trĩu. Mang một tâm hồn cao thượng, Trần Ngọc Long ấp ủ việc chế tạo một thiết bị hỗ trợ giao tiếp để giúp những người kém may mắn hơn mình. Sau tiếng trống tan trường vang lên, Trần Ngọc Long, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, lại vội vã khoác chiếc ba lô đi đến một căn phòng, nơi đó chứa một thiết bị, nó là ước mơ ấp ủ từ lâu của cậu học trò vùng đất thiên. Không ai nghĩ rằng một cậu học sinh lớp 11 lại có thể tự lập trình hai công cụ trí tuệ nhân tạo AI, tích hợp nó vào một thiết bị do chính mình nghiên cứu, đó là găng tay chuyển ngữ để giúp những người khuyết tật câm điếc có thể giao tiếp như những người bình thường. Chia sẻ về sản phẩm, nam sinh Quảng Trị cho biết, găng tay điện tử được chế tạo nhằm hỗ trợ người câm điếc có thể giao tiếp ngôn ngữ tự nhiên với người bình thường thông qua việc chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu. Găng tay có tích hợp phần mềm điện thoại để phát âm thanh và hiển thị nội dung giao tiếp theo yêu cầu. Khi người câm điếc đeo chiếc găng tay này và thao tác ngôn ngữ ký hiệu, thì ngay lập tức tín hiệu sẽ được gửi về phần mềm được cài trên điện thoại. Từ đó sẽ chuyển đổi các từ rời rạc của ngôn ngữ ký hiệu thành một câu hoàn chỉnh. Hiện tại, sản phẩm có thể được sử dụng với hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Dự án găng tay chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành ngôn ngữ tự nhiên dành cho người câm điếc được trao giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Đồng thời, dự án này cũng được chọn để tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024 bằng hình thức trực tiếp. Hội thi dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2024 tại Hoa Kỳ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!